Thưa quý vị và các bạn, mùa thu năm nay, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 103 tuổi. Vị tướng lừng lẫy ấy có một nơi chôn nhau cắt rốn là làng An Xá, xã Hồ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Cả thế giới đã được nghe kể nhiều về tài thoát lược và những chiến công hiển hách của ông trong hai cuộc trường chinh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Chính đối với người dân xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy lại nhớ đến những lời căn dặn của đại tướng mỗi khi về quê là phải khôi phục lại các làng nghề, con cháu cần được học hành để có kiến thức thoát nghèo, vươn tới làm giàu. Và hôm nay, quê hương Lộc Thủy đã có nhiều thay gia đổi thịt như đại tướng hằng mong muốn. Cứ mỗi dịp kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 thành công và mừng quốc khánh mùng 2 tháng 9, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm ngày sinh nhật đại tướng Võ Nguyên Giáp 25 tháng 8, rất nhiều người dân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình lại về thăm ngôi nhà lưu niệm của đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá, xã Lộc Thủy. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước, thuộc vùng quê Chiêm Trũng nhưng giàu truyền thống cách mạng, làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy. Tuổi thơ của đại tướng gắn liền với đồng ruộng, cây đa, bể nước, sân đình. Lớn lên đi học rồi tham gia phục vụ cách mạng cho đến lúc trở thành nhà quân sự thiên tài của dân tộc, được bạn bè thế giới kính phục và ngưỡng mộ. Là một xã thuần nông với gần 550 hectare lúa, những năm qua Lộc Thủy chú trọng đầu tư công tác khoanh ô, khoanh vùng, làm giao thông nổi đồng để xe cơ giới thuận tiện đi lại, chủ động trồng ủng, trồng hàn, đưa năng suất hai vụ lúa trong năm đạt trên 11 tấn trên một hectare. Hai làng nghề truyền thống củng cố được thương hiệu, từng bước quy hoạch mở rộng sản xuất, tạo việc làm tại chỗ thường xuyên cho hàng chục lao động. Trong đó, hợp tác xã Chiều Cội đã mua sắm máy móc, áp dụng công nghệ mới, nhập thêm nguyên liệu nên có việc làm quanh năm, sản phẩm tiêu thụ rộng rãi trong và ngoài tỉnh. Mô hình nông nghiệp, ngành nghề, dịch vụ phát huy hiệu quả, đưa bình quân thu nhập của mỗi người lên 18 triệu đồng một năm trong năm 2012 và sẽ đạt 22 triệu đồng trong năm 2015. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới càng tiếp thêm nguồn sinh lực dồi dào để Lộc Thủy phát huy mọi nguồn lực để xây dựng quê hương. Trong hai năm 2012 và 2013, xã Lộc Thủy đã đầu tư trên 15 tỷ 563 triệu đồng để xây dựng các công trình cơ bản như giao thông, thủy lợi, trường học, hệ thống điện chiếu sáng. Trong đó, vốn do nhân dân đóng góp 4,3 tỷ đồng. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Lộc Thủy đã phát huy được truyền thống đoàn kết để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, Lộc Thủy đến nay đã hoàn thành 14 trên 19 tiêu chí. Đến cuối năm 2023 phấn đấu hoàn thành 16 tiêu chí và đến năm 2015 sẽ hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với những người cao tuổi đã từng đi qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt đầy máu và nước mắt, họ càng thấm thía hơn những đổi thay kỳ diệu của quê hương Lộc Thủy hôm nay. Đặc biệt, niềm tự hào đó như càng được nhân lên khi họ là những công dân quê hương của vị tướng huyền thoại, gắn lên với trách nhiệm, niềm gương sáng cho thế hệ trẻ Việt tiếp trang sử vàng mà biết bao thế hệ đã hun đúc. Chúng tôi rất tự hào trên quê hương của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mấy năm qua làm ăn rất phát đạt, rất đổi mới đối với đây là chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng có là phát triển. Về vấn đề kinh tế, Lộc Thủy ngày càng là no ấm, hạnh phúc. Từ đó chúng tôi cần phải phát huy cái truyền thống của quê hương xã Lộc Thủy, có đại tướng Võ Nguyên Giáp nêu gương sáng để cho con cháu nói theo. Một miền quê giàu truyền thống như được tiếp thêm luồng sinh khí mới năng động, sáng tạo. Đảng bộ và nhân dân Lộc Thủy sẽ viết tiếp những trang sử vàng trong sự nghiệp xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, tiến bộ và gương mẫu như đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con kiệt xuất của quê hương Lộc Thủy, Quảng Bình hằng mong muốn.